kính thưa quý vị. Một lát nữa, chúng... về với con này sao? Dạ. Okay. Chúng tôi đang trên đường giờ bệnh viện ở nơi mà đạo hữu đang mới vừa tắt hơi thở cuối cùng đây. Thiệt không biết, thật sự là tôi choáng váng tình nghĩa bấy lâu mà phải chứ không có bệnh gì mình. Bên này kia mà đáp gì? Dạ. À, rồi giờ làm sao rồi? Dạ. Rồi gặp chú chưa? Anh đang nghe mà. Giờ vô hả? Rồi đi. Trời mới rồi chưa? Dạ. Vô trong cái bát đi để ông nó không cho mình vô. Đi. Để vô nhìn gì đã bình thối vậy. Đó, mới hồi trưa mới trưa hôm nữa thầy làm thầy rồi mới nói ra giờ anh tim hay sao mình lẹ anh ông ừ, bị tim ông chưa anh có mệt không mà không mà tiếp hồi trưa hai bà xuống vui vẻ còn khách hộp xe ngày qua biết ông thích hộp xe tôi đi kiếm hộp xe không được quên thật sự thật, thấy quên quên luôn. Ủa chú là sao chú? Chú có đây? Dạ con là con cháu. Dạ. Dạ. Rồi, vì chưa gặp chưa mà. Dạ. Chưa được. Rồi, không biết nói sao. Ai giúp thầy biết rồi. Cô Bảy là mấy cô này lại rước nè. Tôi nghe cái tên, tôi không biết nói gì đâu luôn. Bác này giữ gìn sức khỏe nè, không có khóc. Bác cũng sao? Bác này lát bác vô chồng gặp bác đang nữa là sao? Dạ, các khu ở nhà trở đi hay là... Là hai gái. Đi chị đẩy vô.